giờ mình đang ra ngoài bến phà để vô lại nè. Mình về trước, mấy anh có hai anh về chuyến chiều nay. Còn mấy anh kia thì mê chơi, ở lại chơi thêm trên đảo. Mình thì có công việc nên mình phải về. Giờ về rồi tối nay chạy Phnom Penh. Rồi ngày mai mình sẽ từ Phnom Penh về thẳng Long An luôn. Still go, even when there's no hope, you can still go. I never
chợ Bến Thành phiên bản Campuchia. Giờ mình sẽ đi dạo dạo một vòng rồi nửa tiếng nữa mình sẽ lên đường tiến về cửa khẩu Mỹ Quý Tây là Tha Mo đó. Các xe em Đức, mình mới gặp được một chiếc cặp xe em Đức phiên bản Anh Châu Phi. Phút này y chang quận nhất ở bên mình luôn, y chang như là đó không? Y như là thằng Jason ở Việt Nam mình vậy đó, nổi y chang vậy. Mình mới bị công an bắt vô. Họ thấy là mình gắn đèn chợ sáng nè. Gắn đèn chợ sáng là không được. Xong rồi họ bắt vô, họ kiểm tra, họ thấy mình là người Việt Nam, mang passport Việt Nam. Và họ cứ đòi hỏi cái number plate là cái biển số phải được công nhận, phải được công nhận là xe này được phép qua đăng quang qua đây để chạy. Thì cái chuyện này mình đã cũng hỏi, mình cũng đã hỏi cái ông lính biên phòng rồi, ông hải quan rồi, ông nói là it's okay. Xong rồi mình biết là chắc chắn công an mà nó tấp vô là nó sẽ hỏi rồi, tại vì xe đó không được chạy trên đất này, ví dụ vậy phải có cái số xe của bên đó nó cấp cho thì mới được chạy đó. Nhưng mà mình cũng nói vậy, mình nói là tôi hiểu cái đó luôn, tôi có hỏi luôn, nhưng mà mấy ông đó nói ok không cần đâu, cứ đem tờ giấy này qua là được. Mặc dù tôi thấy ở đây nó có chữ là number nè, thì tôi hiểu là phải có bảng số xe ghi vô đây, nhưng mà họ không chịu, họ nói là cứ cầm tờ giấy này là được rồi, không sao đâu. Đó, thành ra là cũng không biết sao. Cái ông cảnh sát á, ông cũng rất là dễ thương, ông hỏi này hỏi kia, ông hỏi thăm á để coi mình có đàng hoàng không á. Xong rồi cái ông hỏi là do you wanna go, bạn có muốn đi không? Ok muốn đi. Xong rồi cái mình cười cười, cái ông nói là you have some coffee money. Thấp thì mình đi tìm cà phê đó. He met me. Yeah.
mình đã về tới Việt Nam rồi mà cuối cùng mình bị lộn sang cửa khẩu Ba Vét một bài. Bấm đường đi rõ ràng bấm qua ấp miền Tây mà không hiểu sao nó có gì mà tự dẫn mình qua một bài à. Trời ơi, mấy bạn nghĩ mình là ai vậy?